Hi, xin chào tất cả mọi người và chào các bác. Thì hôm nay mình lại đưa mọi người đến với video tiếp theo trong series đám cưới trên Tây Bắc. Thì mọi người cũng biết rồi đấy, thì mọi người cũng đã thấy rồi là mổ trâu này, mổ trâu, mổ lợn và cỗ thì cũng như ở dưới đấy thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến cái lễ mà hôm nay là chú rể đi đón dâu. Thì hôm nay mình không quay bên nhà trai hay là cỗ như nào nữa, mà hôm nay mình sẽ quay phong tục ở trên mình đi đón dâu như nào nhá. Và anh em chú cháu mình đang đi trên con đường mà đến nhà gái đấy. Thì bên nhà trai thì đây, bên nhà trai thì bao cưới đấy, gọi là sang bên đấy làm cơm thì đã sang hết rồi. Thì mình xin phép là mình quay đến đâu thì mình cũng giới thiệu đến đấy. Thì phải có video thì mọi người mới biết được. Đây thì mọi người chắc ở trong này cái máy của mình thì quay hơi bé một tí. Thì sang bên này này, chỗ này này, chỗ đối diện, chỗ bên này là nhà cô dâu. Mọi người nếu mà để ý ấy, thì không biết cái máy này có ghi được không, mà đang có nhạc đấy. Thì nhà cô dâu đang là tất bật đang chuẩn bị, thì bên nhà trai sang bên đấy làm hết. Đấy thì bên nhà cô dâu là bên này, đối diện bên này. Mình cùng đi nhá. Họ nghĩ mình bị hôm nay nói chuyện với mình với cái cam này. Đi nhà mọi người nhá. Rồi, sang đấy xong lại chào nhau nhá. Tí. Xin chào tất cả mọi người. Và hiện tại mình đang đứng ở cổng nhà gái. Đấy, hiện tại mình đang đứng ở, bây giờ mình đến và bắt đầu vào trong đấy. Đội kia đâu rồi? À, đội kia trong đấy à? Đây, chú rể đây. Đấy thì mình cũng giới thiệu sơ qua cho mọi người biết là văn hóa trên mình. Thì mọi thứ tất tần tật luôn. Thì nhà trai ngoài sinh lễ ra, thì ngoài điều kiện nhà gái ra thì nhà trai phải cử ra 12 người. Không biết là bây giờ là hiện tại là bao nhiêu người. Nhưng mà này là cỗ đầu tiên. Cỗ sau thì là phải 12 người sang làm cỗ, làm cỗ cho nhà gái đấy. Xong là mới được đón dâu. Đấy thì cô dâu kìa, cô dâu mặc áo đỏ kìa. Mình vào xem nhá. Đấy, cô dâu bây giờ đang trang điểm. Giờ mình vào tìm cái đoàn nhà trai nhá mọi người nhá. Bây giờ vào cổng nhá. Dập cưới đây. Đấy thì mọi người cũng đã biết là mình giới thiệu mọi người là văn hóa ẩm thực trên kia như nào rồi. Thì bây giờ mình giới thiệu là sang đón dâu như nào. Rồi, chào kia nhá. Thì hôm nay là buổi đầu tiên. Buổi đầu tiên thì nhà trai phải sang làm cỗ cho nhà gái đấy. Đây, đấy đoàn nhà trai này. Món này món thịt nướng này. Có mấy người sang đấy? 7 à? Anh tưởng 12. Hôm nay sang 7 chưa à? Thằng cha sang đây à? Sang nhiều tốn rượu anh. Ngoại bên này á? Sang nhiều tốn rượu. Sang nhiều không ai giúp thì mình. Không biết đâu, bên này người ta chọn gói hết rồi. À. Vừa. Thế bên nhà gái đâu? Có cầm đó. À bên nhà mình. Tôi cầm đi. Hấn. Đây bây giờ này bên trong là vài người quen đang làm, đang chuẩn bị cỗ. Rất là quen xin được vào quay một tí nữa. Mọi người đang làm cái gì đấy? Quay á. Gà chơi cái chậu nhá. Nó khoai sọ sao ấy? Tao phải khoai sọ đâu mà cái này là. Ít ra khoai gà để khoai đấy. Không kéo mà này mà khác không mà. À củ tư à? Củ tư sao nhìn bé thế? Đây bạn đừng. Cái này là củ con của nó, không phải của mẹ. À củ con à? Không phải của mẹ à?
Thế nhưng mà cơ lơ đi ăn. Nhìn đi xoay hết liệu. Quay cái ông này kìa. Anh giới thiệu. Ok, đây là củ từ nhá. Củ từ là để nấu canh. Em cứ tưởng là một kia rồi, hóa ra là cả cái nồi này. À, đây, cái đây là mình bóc xong, bây giờ mình ngâm. Ngâm cho nó ra hết nhớt đi để mình cho vào nấu canh xương, ninh xương. Còn đây là thịt gà ướp rồi, bây giờ mình chỉ chiên thôi. Mọi okay. Người thấy anh giới thiệu chuyên nghiệp không? Mình lại đây. Tôi đến đời bóc thôi em ạ. Đây nha mọi người nha, đây là bên nhà trai này. Bên này cử sang làm bếp này. Mấy người à? Mấy người đấy? Hả? Mấy người? 8 người. 8 người á? Vừa bên đấy mới bảo 7 người rồi, 8 người. Đang làm món lòng gà này. Biển gà. Quay ra đây xem. Tại sao thấy cái máy cứ chạy vậy? Máy. Sợ máy á? Đó là món gì đấy? À đây món sao sao long á? Không phải quay. À món này xào lòng gà này. Kia là miến này. Còn chỗ kia là mộc nhĩ. Còn kia là cà lốt. Hôm nay thì hôm nay có một chút sự cố là bên nhà trai ấy thì mình không kịp quay. Thì hôm nay mổ trâu thì không biết ông nào đập ấy thì trâu nó chạy hết loạn hết cả xóm. Thì không biết ông nào đập được. Trâu thì không như video mấy hôm trước thì mình đập cái là chết đâu. Thì hôm nay thì có một lỗi một tí. Vào trong này đi. Chào các chú nhá, các cô nhá. Đây thì trong này là bếp đang nấu thức ăn đấy. Thì hôm nay nhà gái sẽ là tổ chức lễ. Lễ để ngày mai nhà trai chỉ việc là sang làm thủ tục xong đang sang đón dâu thôi. Đây là món bột này. Bột để làm thịt trâu ấy. Mình đã giảm một món này. Đây thì đây là xương trâu. Xương trâu nấu đấy. À cái nồi đấy nồi bịa. Còn mình xem đang anh ấy đang quấy bột. Quấy bột nấu thịt trâu đúng không anh? Cháu quay chút nhá.
À đây mọi người này, đây là nồi pịa này, hơi khói một tí, phải chỗ này góc này nó mới nhìn thấy này. Mình lại đến muộn một tí là không biết là món pịa này làm thế nào. Hiện tại bây giờ là đang đấu thành hết rồi đấy, đang đun trên nồi. Lấy từ lòng non của con trâu đấy. À lòng non thì con trâu có gia vị đúng không? Bột đúng không? Có bột. Có nhiều thứ thì bí mật, vì chả mấy ai làm được cái món pịa đâu. Nhiều người như kiểu đồng bào người Kinh ấy, thì đồng bào người Kinh thì chắc chắn là nhiều người không ăn được. Nhưng mà đối với bọn mình ấy, thì trên này ấy, thì món này là đặc sản luôn. Không có món này đối với thịt trâu ấy thì chắc là không thành cỗ đâu. Hơi khó một tí. Kéo mới kín được mọ. Thịt tua mình kín ra nữa mà được khó với ông hàng mua chẳng ra. Kéo tua giản ra. Ăn cá mua hàng kín ra. Ô, phản mới đăng. Ngày khó lươn. Khó bảo khó là nó thay nó nhỏ chẳng mà nó nhìn ngon khó lắm. À làm á? Ừ. Đấy, bây giờ là hết khói rồi. Đấy, mọi người có thấy cái màu xanh không? Màu xanh mà đang sôi. Bây giờ cho gia vị đâu. À chưa, nguyên chất của cái gì nhỉ, cái cỏ non đấy, trong ruột non đấy, gọi là hết là cỏ đấy. Còn gia vị kia. À, gia vị là cái bột gạo mà mình pha đấy. Bột gạo mới pha vào như này. À pha vào đây. Nhưng mà cháu phải đoán là phải có một cái bí quyết gì nữa thì mọi người mới nấu ngon như này. Không. Không thì bọn cháu ai cũng nấu được rồi. Quay xin à? Quay đi hả? Quay đi. Ừ, em phải quay. Em xem thịt trâu ấy. Đây là món thịt trâu luộc. Bên kia hôm nay bên đấy có một sự cố một tí là trâu đuổi người. Bên này trâu không đuổi đâu. Một chắc thôi. Đấy thì lúc nãy mình cũng nói cho mọi người biết là cái sự cố mà bên đấy đấy. Trâu nó phát ra rồi đuổi người ấy. Thì hôm bên này cũng mổ trâu, cỗ trên này là mổ trâu hết. Gia vị đây. Đây tất cả gia vị của nó này làm piang ấy. Cái này là gì đấy ạ? Cái này thịt băm. Thịt băm ra đúng không? Chỗ này là hạt sén. Hạt sén. Còn đấy là xả thôi. Cái này xả. Rồi xả. Cái này bột gạo đây. Bột gạo thì đây, bột gạo thì bên này. Rồi. Mình thì cũng chưa giới thiệu mọi người biết là món pịa trên này làm như thế nào từ bao nhiêu video rồi. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ qua cho mọi người biết là những gia vị đây. Thịt băm. Cái kia và một cái bên dưới nữa. Đấy, cho vào nồi kia là thành pịa. Đấy. Còn bí quyết như thế nào thì phải cho người ta nấu, cho bác chú ấy nấu ấy. Mỗi người còn có một bí quyết. Đâm luôn cái mèo đó lâu. Đang quấy gì đấy. Đấy đó. Cái lộn chạp chạp đấy này. Chưa khỏe bản sắc mà. Tí cái nhạc vừa nè thử. Ông phải lá bất hơi càng dễ. Cắt tè tè đi. Đoàn là mi nả nó cắt lá. Ông lá ông mất. Tay tập lên cầm mèo mà miêu giáo vừa hết. Tay phải luôn cầm tay. Tay cầm tục không ạ? Mèo đây nằm tiền thôi, quay thằng mèo thôi. Mèo chơi hình mà. Chơi hình thôi. Mèo nó mèo mà chơi hình. Ai gì ấy nấu, anh này chưa thôn nào mới chơi gì. Ôi, cái quái đấy, bây giờ, cái dân là quái đấy nha quái. Quái nó bên khu mấy đó.
Nóng hổi. Mình lại trở lại cái món tiệm. Và lúc nãy là cái bột khoáng nó loãng quá, giờ lại phải bỏ thêm. Cái này phải cho nó ngấm thôi nhỉ? Cái này phải cho nó ngấm đúng không? À, nếu mà khuấy thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ thành cái cục, xong nó bón xong nó lắng xuống bột xuống đáy. Đây là món dồi này. Đây, món dồi đang đun. Còn cái nồi này, nồi gì chắc là nước canh. Còn chỗ này là chân gà này, cho mọi người. Những bác nào mà thích ngoài đường uống rượu dân dã với nhau thì đây, đây cái món này món tuyệt vời. Chân gà nướng. Ngon thế nhỉ. Ôi bên trong cháy rồi. Lật 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 đi, lật lật. Ô bên trong này được chứ? Một bị tỏi. Đấy, để phương luôn đi. Đây, bạn này bên nhà trai sao? Phù rể bên nhà trai nhá. Bên phương đi đâu bên đây hết. Phù rể thì hôm nay 8 người à? Hả? Hôm nay 10 người. Cái gì? Lúc nãy ông thì vào 7 người, bây giờ 8 người, ông lại vào 10 người. Bây giờ sang thêm số rồi. À, sang bổ sung à? Nhà gái nhiều việc quá, sang bổ sung tí. Bắt đầu. À. Xin lỗi mọi người nhá, vì lúc nãy em vào là bao cười thì bên phù rể đấy, thì lúc nãy nói là có người 7 người, 8 người rồi lại thanh niên này bảo người 10 người, thì hiện tại là mình có mấy người đã sang giúp đỡ đấy. Giúp để làm cơm sang đấy, cho nó nhanh. Thì quay được đích cái này mà. Hết uống rồi đâu mà lâu. Toàn là uống rồi đâu. Đeo hả lá quá đâu bái mi. Đeo hả lá hang hang rồi bái. Mình đợi cái món tiện này khá là lâu. Mọi người cùng xem là món tiện này mấy anh với bác là chế biến như nào nhá. Bây giờ nó đang chất củi lên. À lại phải lọc nữa cả. À tránh nó vón đúng không? Cho nó bột thôi. Ôi, phải lắc ấy. Phải lắc thì nó mới xuống dưới được. Đây là bột gạo nếp chứ nhỉ? Gạo nếp đi. Vừa nếp vừa tẻ. Nó nổi. À cả nếp cả tẻ luôn. Mỗi nếp là không nên. Nếp thì nó dẻo quá. Nếp thì nó dẻo quá. Đấy thì nó nấu chín nên nếu mà chấm ấy thì nó dây quá. Thì phải cho cả gạo tẻ vào nữa. Những cái nhỏ này họ nằm một hốc thôi. Bắt đầu nằm đa quá. Ừ, ông nằm nhớ vào đây nằm đó mà. Ông mà lọc vừa khám mới đó mà. Phông. Nguyên một cái xô bỏ vào đúng không? Xô bột. 50 bát. Lấy nốt bột đúng không? À vâng. Lấy nốt bột để cho vào đây. Nó lạc chắc là cháy nồi ấy nhỉ? Nó lạc như này. Cháy đâu? Không cháy. Không cháy à? Bê đâu không? Mọi người nghĩ thấy cái này màu trắng trắng này nghĩ đến cái gì không? Sữa chua. Đấy, thấy như này là sữa chua đấy. Nhưng mà khuấy một lúc nữa là tan thành màu xanh ấy. Và bây giờ sẽ đun cho nó sôi, xong là bỏ những thứ gia vị kia vào. Hôm nãy mình giới thiệu đấy, đây trên bàn kìa, xong bỏ vào đây.
kia đang bỏ mắc khén. Anh đái thế của ra ra bây giờ cứ đả lại mắc khén không còn đái. Không cái món mắc khén này thì vứt cái nồi này. Cho luôn xả vào nhỉ. À, bác xuống mới cho xả đúng không? Đỡ cháy nồi. Nóng nhá. Hay luôn. Nóng ấy, nóng đấy. Rồi, giờ là cho xả vào. Giờ mình lại rời sang món pịa này, mình lại ra ngoài nhá mọi người nhá, ra ngoài chỗ cái dạp cưới bên này. Đây cũng là bên nhà chú rể đấy, bên Khơi sang, trên mình gọi là Khơi. Khơi là phải chọn những anh chàng nào đẹp trai, không có người yêu thì mới đang được đi làm nhỉ. Đấy phải ngại như một tí nữa là như thế là mới đúng đấy, mới đúng là làm Khơi đấy. Trong kia thì vẫn đang tất bật chuẩn bị đăng thái đấy. Em bên nhà hàng có thể mạng, màn màn hình lớn luôn. Ăn cả đêm quay. Lu lại lắm đấy. Cứ sao mà quay y mình ngàn nữa. Tốt nào, tốt nào, tốt nào. Nên này. Yeah.